trời dẫn lối đôi ta, hữu duyên hồng trần kiếp này. Hẹn thề mình bên nhau dẫu trăm ngàn bể dâu. Kia những cánh bướm xinh xinh đậu trên những đóa hoa thơm, đã chứng minh cho tình yêu chúng ta. Em có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trăng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết quyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tưới cất duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trắng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tưới cất duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tưới cất duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Gái sắc đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình chuyện trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng trầu cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ôi dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì gần ngày chi một hai ba vô hết ly. Kiều già ngựa ô anh khớp đón em về Vinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh
tài gái sắc, đôi mình là nhất. Lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn bạc. Ôi dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì gần ngày chi một hai ba vô hết luôn. Kiều già ngựa ô anh khóc đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Chỉ giàu cầu vàng mà đóng đinh, anh sẽ đưa em đi về Vinh. Anh hứa yêu em mãi chung tình, mãi chung tình. Cầu tre gặp gần mà khó đi, anh sẽ dắt tay em dìu đi. Ô dù qua xa từ đây hết ê. Kiều già ngựa ô anh khóc đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Trưởng tộc nhà gái và bên bà con bên nhà gái hôm nay bên nhà trai là cháu thấy có đem qua sâm mâm đại vật và một mâm trầu đi khai từ đường để làm lễ trước dâu nó ngon ăn chứ hợp cận theo cận rồi ấy làm lễ đây là trình lễ cưới phải không? Dạ. Chương trình dân tộc hai bên ngày cưới mùng 8 tháng em đến mùng 8 đàn trai có đến trình lễ cưới thành bàn có tán lễ như sau: một đôi hồng đăng khai từ đường, mâm trầu ché rượu sáu mâm đồ để lên trình với cụ quyền để làm cái lễ cưới này. Bạn thay bàn lễ cưới thì cho cháu nó lại trước là phải lấy qua gia chứ để gì sau là lại phải có qua bự không lại ông bà cha à, không phải trò sáng gốc này hả? Và cả tương lai là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em như thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Gặp nhau chẳng biết trước lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời. Anh không còn mơ gặp và yêu ai được nữa. Giờ anh đã có em đây rồi, cùng em đi hết quãng đường đời. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ
uống ly rượu này là chúc hai con nghe 100 năm hạnh phúc nha, ở đời đời muôn năm nha. Rồi, cảm ơn thầy. Có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Rộng hơn cả đất, xinh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Trong anh bây giờ có lẽ hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xinh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Trong anh bây giờ có lẽ hơn cả đây môi đồ ăn vừa nóng vừa thổi, xe chở cả hàng đoàn theo anh về em sẽ không còn cực khổ. Nói là làm vô cái tính anh đàng hoàng, pháo hoa bấm nút là nổ, bóng kiên vàng bạc nặng cổ, người chúc đến hàng ngàn cúi đầu ba lạy quỳ trước bàn thờ tổ. Cho em làm bà hoàng, xe nào em thích đổ đâu thì đổ, em hỏa thì thổ, nhà là phải có ruby vì hổ. Nhớ đã hứa sẽ cưới rồi nha, hết năm nay mà không thấy là tôi mách ba mà ngành giờ. Đời tôi thức giấc
đây là Phật, ở lại cứu quyền là Phật xong. Bây giờ tới cô bác, những người vắng mặt, xin cho cháu nó xá, hai xá. Cô bác có vắng mặt á, hai xá vậy con, xá hai xá. Rồi bây giờ tới cô bác hiện tiền, giờ cha mẹ ông bà ngoại gì còn không? Đó, mời ra cô lớn á, những người lớn không á? Mời người lớn. Cô bên vợ bên chồng không có phải không? Không có vợ gì à? Rồi thông qua phần đó, giờ tới cô gì dưỡng cho cháu làm lại, kêu giờ mơ. Bây giờ còn anh em không à? Có, anh em ra luôn. Cô gì anh em ra làm cái một đi cho cháu làm lại một cái nhân. Rồi nha, ai muốn cho gì cho nha. Về ông nội bà, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại không còn phải không? Cô bác con không có đây phải không? Mày nó trả gì ta, rượu thuốc. Rồi bây giờ về đi, con mà làm con bên đây là ngày vui của con. Mời cha mẹ, cô dâu chú rể mời cha mẹ. Đúng rồi. Không bao mà cha mẹ rồi tới cô bác. Rồi trước mắt cha mẹ. Rồi tới rồi bây giờ tổng hợp xem phép trước nha. Bây giờ mình hồi nãy đó nó có chế rồi, bây giờ có ai để cho phép cháu chế luôn không hoặc có lại không? Tôi đại diện tôi chế đó, là tại bắt hỏi bằng đi rồi vậy đây xuống con. Rồi để chung lượng rồi. Rồi xá hai xá thống nhất. Rồi xá hai xá. Rồi rồi cảm ơn. Rồi bây giờ nè, ai muốn chơi gì do cô bác ở ngoài cũng vậy nữa. Em gì đó, ai muốn cho ai có chơi gì cho có. Rồi Dượng mới nói là bên nội bên ngoại cả nói chung, cô bác nội ngoại chung luôn. Rồi ha. Rồi đồng ý chịu. Rồi nội trước ngoại sau. Rồi bên nội, rồi bên nội dứt rồi tới bên ngoại. Rồi rồi đồng ý liền. Mình sợ có người trước người sau. Rồi có sao? Tôi không biết nói gì sao hơn, giờ tôi cho cháu nhiều này tôi không biết nhiều. Rồi để đó cho ông đếm sao. Ông chân tộc của nó. Ông đếm luôn, đếm luôn. Chân gia. Có thật ký không? Rồi như vậy là 1 triệu, 3 triệu bác 6. Ai ghi đâu? Nè, đi luôn đi. Tao đã quy được mấy giờ cả rồi. Ông đến về được. Đến về được là ghi được à. Trời ơi, gì nói gì. Ông ngồi đi luôn. Ông ngồi đó đi luôn. Ông ngồi đó em đi luôn đi. Không phải hỏi con nghe. Bạc sao phải không? Bạc sao 3 triệu phải không? 3 triệu. 4 triệu. Bạc sao 4 triệu rồi để vô. Không ghi vậy là mất 4 triệu. Bởi vậy tao hỏi trước mà. Khoan. Bác bảy. Rồi cầm luôn dùm. Làm thu thủ quỹ luôn đi. Cầm. Mấy nhiều rồi vậy rồi giờ phải cho tôi lượng cặp rồi. Rồi. Răng mình ta chết nè. Để dành cho mẹ đi. Hỏi mẹ em để dành. Đã chế nãy rồi. Rồi. Cũng được đó. Trúc à. Út Minh. Không có để này để Út Minh đi. Út Minh có thiệt rồi. Ừ. Cặp số này sao chạy đâu để luôn đi. Để Út Minh đi. Sao đó nhà anh giờ tặng cho con cháu 100 năm hạnh phúc. Rồi cảm ơn đi.
Rồi, cảm ơn. Anh cầm tiền luôn. Chưa tay cầm tiền. Ừ, gì đó. Rồi, đứng nhìn lên. Rồi, chú ý máy đó. Rồi, cảm ơn. Chú rể tay bỏ tôi, chú rể ơi. Ừ, tôi không có quà gì, giúp tiền cho con cháu làm vốn thôi, giúp hai cháu làm quà. Quay ra cho mình đây. Cầm tay anh chồng. Ừ, anh cầm tay thôi. 2, 3. Cậu 6. Cậu 6 là cho hai cháu. Chúc cho hai cháu 100 năm hạnh phúc. Quay cái mặt lì xì lại xíu ạ. 3, 1, 2, 3. Đây. 1, 2, 3. Cái gì ốc? Gì ốc à? 1, 2, 3. Anh em cô bác ở bên cô dâu là Mỹ Tiên đề nghị còn chị hai nữa. Chị hai tới trễ quá. Nghe bạn dâu. Ok. Rồi, cái này là của ai? Của ai? Của ba con. Rồi ba cô dâu cho con gái là một cây vàng 24 để làm con hồi môn trong ngày nhà trong ngày trọng đại của con gái về nhà chồng. Rồi cho chàng có tay luôn. Rồi chưa? Gì đó là tổng số vàng bên ngày gái tặng cho con gái về nhà chồng là một cây vàng gồm có đắt nhẫn còn chị hai cho một cây vàng 24 nữa. Quê cưới nàng mời em đi về quê anh treo xuống ba lá ngoài xà đá ngoài hồ cá mình cùng ta được nhìn em luôn cười vui là đời anh mãi luôn em mình muốn em là má của con anh là sau này muốn em là con của tía má anh lâu dài nhất bãi thiên đình nhì bãi cao đường chân chất dân nhà anh cứ đi bằng chân đất không sao trưởng là anh thân nhất lũ nhóc len bên giống qua đây anh cần tất lâm vô miền tây không có như còn phải dễ chỉ cần gật đầu anh luôn luôn cho phải lễ ba con lỗi sớm hồi bao em tai ghế một đời yên ngắm khi có được chàng trai quê à. Vậy nào người ơi ga gáy anh chị xuôi nhà bên nhà mình à, với anh chị xuôi từ Mỹ hồi đông đó à, chúng ta chuẩn bị xong chưa hãy bước lên sân khấu để gần hơn nữa và chúng ta cùng ra mắt với toàn thể quý vị quý có mặt trong trưa ngày hôm nay ạ. Yêu thương của tất cả quý vị sẽ nhìn lên ngay sân khấu từ bây giờ để chúng ta cùng gặp gỡ đôi trai tài gái sắc đẹp nhất, hạnh phúc nhất của ngày hôm nay. Tuy ở bên xa nhưng mà những tràng pháo tay yêu thương kích lệ của toàn thể quý vị đó là một niềm hạnh phúc, một sự vui vẻ nhiều hơn nữa nha quý vị. Niềm vui nhất cũng không thể nói hết mà tại sao tất cả quý vị đã dành thời gian có mặt trong ngày vui và mừng cho con của gia đình chúng tôi. Vậy thì một lễ kính gật đầu đó là nồng nhiệt nhất từ hai gia đình kính gửi đến cho toàn thể quý vị. Rồi sau nói các mình cùng chào nha.
Hôm qua chào đón toàn thể quý vị với sự tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất đã hiện diện rất trong ngày hôm nay với những lời yêu thương, kính trọng và nồng nhiệt nhất. Những người con đã nên bề gia thất, sự hiếu thảo không thể nói như thế nào để đáp lại công ơn của cha mẹ với những câu thơ xưa, câu ngạn ngữ xưa. Núi Thái Sơn ngất cao là tình thân phụ, biển rạc rào là tình mẹ mãi bao la. Dẫu cho con dông ruổi trốn ngàn xa cũng ấm mãi tình thương từ phụ mẫu. Và tất cả không thể thể hiện hết, và ngay bây giờ trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng bước lên sân ban cưới của ngày hôm nay để rót những dòng rượu yêu thương thể hiện cho sự hiếu thảo. Champagne hồng tươi uống lượng dòng, tin thấy đôi lòng nhất không tan. Muốn thể hiện và sự chứng kiến của toàn thể quý vị bằng những giọt champagne yêu thương ấy. Rồi, giờ từ từ nha. Sự thể hiện của cô dâu và chú rể trước tiên đại diện từ họ bên nhà trai, chú rể dân cha, cô dâu dân mẹ nha. Dân cha mẹ, chúc cả gia đình, gái và trai. 1, 2, 3 xin chúc mừng. Chúc gặp con gặp ta, chúc mừng cô dâu mới. Chúc gặp chữ yêu thương mãi cát tường, dân thẩm mỹ tiên dùng chung hướng, gắn mãi với mình phúc trăm năm. Chúc tất cả quý vị mãi mãi dân chung và niềm yêu thương ấy luôn rạc rào vẫn còn động lại. Vừa thay cha cũng như mẹ để đứng ra làm cái lễ du quy cho cháu. Trước hết thì chúc quý vị được dùng bữa tiệc ngon miệng, không sai không về, và rất cảm ơn. Còn ta MC, ta có quyền nhiều chuyện, ta muốn nói gì ta nói, ta kêu ra không nói thôi, nhưng mà mẹ gì. Rồi, cảm ơn nhiều, rất nhiều. Mà em xui bên đây lớn kêu mà cô chú là cô xui bên này anh chị qua đây nói, là bây giờ anh chị có lời nào nói không ạ? Dạ có. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 9 là tôi có là làm lễ cho con tôi đó. Ngày mùng 8 tháng 9 là ngày rước dâu cho con tôi. Tôi anh em cô chú bác đến là chung vui cùng gia đình của chúng tôi. Tôi không biết nói gì hơn, xin cảm ơn. Trời ơi, đứng đây biết nói lại. Mình nói cái câu gia đình gần gũi nhất là chàng mẹ ơi, bây giờ ai đến trong buổi tiệc của con tôi là học nhỏ không sao về nói lớn rồi nè. Tôi xin nói thêm, ai đến dự lễ tân hôn của con trai tôi hôm nay ăn ngon nhậu không xỉn không về. Vỗ tay bự miếng nữa đi. Vỗ tay bự thêm miếng nữa anh chị em ơi. Rồi cảm ơn anh rất nhiều. Rồi uống uống đi là mình bước xuống nha. Đã từ nhà bên rước dâu rộn ràng. Rồi hai gia đình thông gia cùng bước xuống nha. Rồi bây giờ tới hai người nữ, chúng ta hai chiếc áo vàng cam để dễ thương nè. Rồi hai tay chị xuôi nắm tay nhau cái, rồi hai cái ly mình đụng cái nữa nè. Rồi yêu thương quá, rồi mình nâng ly miếng nha. Rất đẹp, vỗ tay nữa quý vị, bức ảnh dễ thương lắm rồi. Rồi nắm tay nhau đi xuống đi hai chị xuôi. Rồi dễ thương quá. Cách thứ nhất hai bạn cùng nâng để thắt, và cách thứ hai cũng ngọt dòng để nâng. Bắt đầu. Nụ hôn trong tiết bao điều âu yếm, phân hôn dài lâu mãi chút duyên ta. Phòng hoa đang đợi ấm hơi tình, đôi hình đó là mỹ tiên cùng với văn thấy. Sự yêu thương luôn luôn nồng cháy, cho tình mình mãi mãi ngàn sao. Một mình lần xe qua tới thưa mẹ cha, một bài ca hay bên nhà các thông gia. Mời em đi về quê anh, treo xuống ba lá ngoài xà đá ngoài khẩu ca bên cùng ta. Được nhìn em luôn cười vui là đời anh mãi luôn an bình. Muốn em là má của con anh là sau này, muốn em là con của tía má anh lâu dài. Nhất bay thiên địa vì bay cao được cùng thế gian mãi, đêm nay ta say ta mãi thắng hai. Qua
ngàn vạn anh giờ đây đã đến lúc rồi. Chúng ta chung một nhà thôi. Nơi đâu bình yên bằng tình yêu của anh đối với em, không một câu dối gian. Muốn em là má của con anh mà sao đây. Muốn em là con của tía má anh lâu dài. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Cụ thể giao bái đêm nay ta say ta bái. Yeah.